Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình hiện nay đang là chiếc Sony Xperia XZ2, một chiếc máy được coi là một sự trở lại đầy bất ngờ của ông lớn Sony. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chiếc điện thoại này là đánh dấu sự thay đổi rất là lớn về mặt thiết kế, cũng như là đánh dấu một chuyện là Sony đã quyết định chiều lòng người sử dụng và đã thay đổi mình để cho phù hợp với phần đông người sử dụng hơn. Vậy thì chiếc điện thoại này sử dụng như thế nào? Và mình đã rất may mắn đã được cầm em nó trong một vài gần đây. Và hôm nay thì mình sẽ gửi các bạn bài đánh giá chi tiết chiếc Sony Xperia XZ2. Đầu tiên thì mình muốn nói một chút về thiết kế, vì đây sẽ là cái điểm mà các bạn sẽ nhìn thấy rõ nhất cái sự thay đổi của Sony. Về các bản thiết kế của máy tổng thể thì vẫn sẽ hơi vuông vức một chút giống như những cái đời Sony trước đây. Tuy nhiên thì phần mặt lưng được làm bo cong nhiều hơn, cũng như là vị trí của cụm camera đã rất là khác. Này, chúng ta có thêm một cảm biến vân tay ở phần mặt sau. Máy thì ở phần mặt trước đã đi theo xu hướng viền mỏng. Mặc dù cái viền này nếu mà so với một số những cái đối thủ của nó trong cùng phân khúc thì không phải là mỏng lắm. Thế nhưng mà nó ít ra thì cũng là Sony đã chịu thay đổi rồi, và viền nó đã đỡ thô hơn rất là nhiều. Tỷ lệ màn hình của này cũng đã đi theo xu hướng là 18:9. Phần mặt sau của chiếc điện thoại này là một mặt lưng bóng cong, thế nên là nó sẽ đem lại cảm giác rất là tốt khi cầm. Nó sẽ rất là ôm tay. Tuy nhiên thì với chất liệu là kính, thế nên là nó sẽ hơi bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Nhưng mà đây thì là một cái điểm trừ chung của cái thiết kế chiếc sau được làm từ kính rồi. Cái này chúng ta không thể tránh được. Còn một cái nữa thì với mặt lưng này thì các bạn có thể mang ra ngoài và nó sẽ có thể tạo những cái hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như rất là hay. Tuy nhiên thì có một cái điểm ở đây mình thấy là nó sẽ gây khá là nhiều tranh cãi, đó chính là vị trí của cảm biến vân tay. Thời gian đầu khi mà mình cầm chiếc máy này thì thực sự là mình không hề quen với cái cảm biến vân tay đặt ở phía dưới nó chỗ nào, mà bình thường khi mà mình cầm máy lên mình sẽ đặt vào đây. Đây sẽ là cái vị trí mà nó sẽ thuận tay nhất. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng khoảng đâu đó 3-4 ngày gì đấy thì mình cũng đã bắt đầu cảm thấy quen dần với cái vị trí mới như này. Chỉ cần cầm lên và đặt xuống như này thôi. Nói chung cái này thì chúng ta sẽ phải hơi học cách thay đổi một chút. Thì theo các bạn thì cái vị trí này nó có phù hợp hay không thì hãy chia sẻ cho mình biết ở phần comment bên dưới nhá. Chứ mình sẽ không nói là cái này nó là tốt hay là xấu, bởi vì cái này sẽ là tùy vào thói quen sử dụng của mỗi người. Thế nữa, có một sự thay đổi mình cảm thấy khá là dễ nhận ra, đó chính là cái nút Home. Từ những cái đời XZ trước đây mà chúng ta đã từng biết thì XZ1, XZ Premium rồi những cái XZ trước đấy thì chúng ta đều có nút Home rất là lớn và nó kèm cảm biến vân tay luôn. Lần này thì cảm biến vân tay được đưa ra phía mặt sau và chúng ta được thay bằng một cái nút Home rất là nhỏ. Và cái này cũng đã làm cho mình phải điều chỉnh lại hành vi sử dụng của mình, vì thật ra thì trước giờ mình vẫn rất là quen là Sony có nút Home rất là lớn. Thế khi là ấn vào đây thì gần như là tự tin có thể ấn đúng chỗ luôn. Thế nhưng mà với nút Home mới này thì mình sẽ phải hơi lần mò lại một tí. Nhìn chung thì đây là một sự thay đổi mình cá nhân nghĩ rằng là có thể chấp nhận được, nó không phải đến nỗi quá tệ. Nói chung cái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ tùy vào thói quen sử dụng, cũng giống như là với cảm biến vân tay ở đây. Nó mặt sau và bên cạnh như thế là đủ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói một chút về mặt trước, đó là về phần màn hình. Màn hình của chiếc Xperia XZ2 có kích thước là 5,7 inch và tỷ lệ là 18:9 đã chia sẻ với các bạn rồi. Độ phân giải của nó là Full HD cộng và tấm nền nó sử dụng là IPS. Thật ra thì lâu lắm rồi mình mới cầm một cái flagship mà nó sử dụng cái tấm nền này. Và khi mà mình được sử dụng lại màn hình LCD IPS này thì mình thấy rằng nó vẫn giữ nguyên được những cái điểm cộng rất là lớn, độ sáng rất là ngon này, các góc nhìn đem lại đều rất ok và đặc biệt là một sắc thì cực kỳ trung thực. Nếu mà nói màn hình của Xperia XZ2 là một màn hình phải nói là cực kỳ xuất sắc thì thực ra nó cũng không hẳn. Nhưng mà mình thấy rằng đây là một cái màn hình với tiêu chí là khá là tốt và tốt trong mức đủ dùng, tức là mọi thứ đều rất là ok, màu sắc, độ tương phản, độ chi tiết, rồi các góc nhìn, mọi thứ đều nằm ở mức cho chúng ta cảm thấy rằng là đây là một màn hình rất là đủ dùng. Nhưng mà cái tính năng nổi bật nhất của cái màn hình này thì mình lại không muốn nói về độ phân giải, độ chi tiết hay là cái kiểu các mấy cái thông số kia, mà mình muốn nói về một cái còn gọi là con chip có tên là X-Reality for Mobile. Tức là con chip này cho phép chúng ta nâng cấp hình ảnh của những video dạng chuẩn là HDR sang gần chuẩn HDR. Gần chuẩn đấy nha, không phải là chuẩn HDR nha. Thì bởi vì dù sao thì nó đây cũng chỉ là một con chip cho điện thoại và chắc chắn là chúng ta không thể đòi hỏi hơn được gì ở nó rồi. Khi mà mình trải nghiệm cái tính năng này thì khi mà mình xem video mà chỉ trên một máy này thôi ấy, có vẻ như là có nâng cấp một chút, tuy nhiên thì mình vẫn chưa thực sự nhận ra cái điều khác biệt của nó. Mà cho đến khi mà mình có hai chiếc Xperia XZ2 và mình đã sử dụng một máy để tắt cái tính năng nâng cấp hình ảnh đấy đi, lúc đấy thì mình mới nhận ra được sự khác biệt giữa bật và tắt cái tính năng này. Bên chiếc điện thoại mà bật tính năng nâng cấp hình ảnh thì mình thấy rằng một số những cái chi tiết ở vùng tối được thể hiện rõ hơn so với cả chiếc điện thoại không bật tính năng này. Cái này thì khi mà các bạn sử dụng thì có thể là chúng ta sẽ không nhìn ra được sự khác biệt nhiều lắm. Thôi khi các bạn đặt cạnh cái một chiếc điện thoại nào đấy mà nó không có tính năng nâng cấp này thì lúc đấy thì các bạn sẽ nhận ra điểm khác biệt. Hiệu năng là một cái mình cũng muốn nói qua, bởi vì đây là một chiếc điện thoại flagship, nó có con chip rất mạnh là Snapdragon 845 và kèm theo đấy là 4GB RAM. Đây là một cái cấu hình và thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là đã quá đủ dùng rồi. Mọi thứ từ chơi game cho đến một số những công việc nặng hơn, ví dụ như là chỉnh sửa ảnh hay là video, thì chiếc máy này đều đáp ứng được. Mình luôn có một tiêu chí riêng đánh giá về hiệu năng thì nó sẽ không phải liên quan đến tựa game nặng hay là chỉnh sửa những cái video nặng, mà mình lại thích là với những cái tác vụ hàng ngày nó phải có tốc độ phản hồi nhanh và có sự ổn định. Và điều này thì với Xperia XZ2 thì mình đã cảm thấy khá là hài lòng. Mọi ứng dụng, mọi thứ thì khi mà mình chạm vào nó gần như có thể phản hồi ngay lập tức. Có một cái mình không thích lắm ở các điện thoại Android là tốc độ phản hồi của nó hơi chậm. Thế nhưng mà với chiếc điện thoại này thì mình cảm giác là họ đã tối ưu phần mềm rất là ngon. Thế nên là khi mà mình gần như là chạm vào cái gì đó thì nó đều phản hồi ngay lập tức và có thể load và có sẵn cho mình sử dụng luôn. Nói chung là các bạn cứ dùng thử với những cái ứng dụng bình thường hàng ngày ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận rõ cái điều này.
Chiếc Xperia XZ2 của chúng ta thì năm nay có kèm theo một số những cái tính năng khá là hay ho, và mình muốn nói ở đây đó chính là hệ thống rung phản hồi. Đây là một hệ thống rung riêng của máy cho phép chúng ta cảm nhận cái độ rung mạnh tùy theo vào cái nội dung giải trí chúng ta đang xem. Có thể chúng ta đang xem video, chúng ta nghe nhạc, chúng ta chơi game. Và cá nhân mình thích nhất trải nghiệm cái tính năng này khi mà mình chơi game. Bởi vì là khi mà chơi game thì có những cái đoạn mình đua xe, là mình bắn súng đòn đoán các thứ, thì máy rung cầm trên tay rất là thích và đem lại cho mình cảm giác giống như đang cầm một cái tay PS4 vậy. Còn với những cái nội dung như là nghe nhạc hay xem phim thì mình để ý rằng cái tính năng này nó thường nó sẽ rung theo cái tiếng bass, cái tiếng rất là trầm của cái bài nhạc hay là của cái video đấy. Thật ra cái này thì với mình thì cảm nhận thì cũng được, nó sẽ có lẽ là sẽ tùy vào người sử dụng mà họ cảm thấy như thế nào. Nhưng mình vẫn thích nhất là khi mà nó chơi game. Còn đôi khi biết đâu mấy bạn nữ dùng điện thoại này dùng cái tính năng rung phản hồi này vào việc khác thì sao? Có một phần của chiếc điện thoại này có rất nhiều tính năng hay ho và nổi bật hơn so với những đối thủ của nó trong cùng phân khúc trên thị trường, đó chính là ở phần camera. Mình biết là nói cái này nghe nó hơi vô lý, bởi vì rất nhiều cái điện thoại flagship bây giờ chúng ta có camera kép, thế nhưng mà chiếc Xperia XZ2 chúng ta vẫn có camera đơn. Nhưng các bạn đừng lo, camera đơn ở đây thì mà nó có rất nhiều những sức mạnh bên trong, và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất thích thú với những tính năng này. Thông số của nó thì là 19 megapixel và khẩu độ là f/2.4 và sử dụng là chống rung điện tử. Với đích đầy đủ sáng thì đây là một cái môi trường hoàn hảo cho bất kỳ camera của chiếc máy điện thoại nào, và đặc biệt là chiếc Xperia XZ2 thì nó cũng không phải là ngoại lệ. Thực ra ảnh khi mà mình chụp ra thì mình thấy rằng là về màu sắc của nó khá là trung thực, độ tương phản và chi tiết thì đều rất là tốt. Tuy nhiên thì có một cái mình đặc biệt nhấn mạnh và đặc biệt thích, đó chính là cái giải dynamic range của chiếc điện thoại này, nó rất rộng. Và các mình sẽ cho các bạn xem ngay trên màn hình một cái hình ảnh mình chụp ngược sáng ở trong nhà. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh này mình chụp ở trong nhà hướng thẳng ra ngoài cửa ban công bên ngoài, thì cái phần sáng hẳn bên ngoài thì các bạn thấy rõ vẫn đủ chi tiết, nào là núi, chỗ nào là biển, rồi đất ở đâu. Và đặc biệt là những cái vùng tối chi tiết thì nó vẫn lấy khá là tốt. Và mình thấy rằng đây là một cái điểm cộng rất là lớn cho camera của Xperia XZ2. Trong điều kiện chụp thiếu sáng thì thật ra mình không quá hài lòng với camera của XZ2 lắm. Có lẽ cái này thì sẽ là tùy mắt người. Về cơ bản thì ảnh rất là sáng, rất là ok. Độ chi tiết thì mình cũng không phàn nàn gì nhiều. Khi mà các bạn chụp ảnh đêm với chiếc Xperia XZ2 thì các bạn nhớ giữ chắc tay một chút. Cộng thêm nữa thì cái khả năng xử lý những cái vùng chênh sáng khác nhau của máy mình cảm giác nó vẫn chưa thực sự là ngon. Tại một số những cái vùng chênh sáng hơi mạnh một chút là chúng ta có thể bị cháy và không lấy được chi tiết rồi. Tuy nhiên nó có một cái điểm cộng nhỏ nhỏ là ở cái phần tái tạo lại màu tím, thì chúng ta đều biết rằng là màu tím là màu rất là khó được tái tạo trên cái camera của smartphone. Thì camera của Xperia XZ2 làm khá tốt điều này và tái tạo rất là chính xác, và nó gần như là giống hệt với cái màu mà mình thấy bằng mắt thường ở bên ngoài. Về camera selfie thì khi mà chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì mình thấy rằng là cái khả năng làm đẹp của nó rất là ok. Mặt mình có một số những cái khuyết điểm thì nó cũng đã che được, và nước da các thứ đều rất là tự nhiên. Tuy nhiên khi mà nói sang điều kiện thiếu sáng thì đây là một chuyện nó hơi khác một tí. Thật ra thì khi mà mình chụp thử thì mình thấy rằng là cái da của mình nó hơi bị vàng vọt xanh xao một tẹo. Và đặc biệt hơn là có một tấm ảnh mình chụp cả nhóm và mình có bật cái flash trước, thì lúc đấy thì flash trước thì nhìn cái da mặt của mình thì nhìn khá là hồng hào và tự nhiên. Tuy nhiên những người ở đằng sau thì lại hơi bị xám xịt một chút. Và mình nghĩ rằng đây là do cái phần mềm của XZ2 vẫn chưa thực sự là ngon. Về khả năng quay video thì chiếc điện thoại này có một cái tính năng rất là hay, đó chính là khả năng quay video 4K HDR. Và cái này thì nó hoạt động thực sự hiệu quả, và ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hai thước phim mình quay từ hai chiếc máy, một chiếc máy bật HDR, một chiếc máy thì không. Và các bạn để ý rằng là ở phần cái video phía trên ấy thì những cái vùng tối nó lướt rất là nhiều chi tiết. Khi mà mình đang đi ra khỏi ngõ thì các bạn để ý rằng là phần đường và phần xe ở phần video dưới đã bị cháy. Tuy nhiên ở trên chúng ta vẫn nhìn rõ chi tiết và nhìn cái mức độ ánh sáng nó rất là dễ chịu. Cái view này thực ra mình xem trên màn hình máy tính, thế nên là cái độ hiệu quả của nó phải nói là chưa thực sự quá cao. Thế nhưng mà khi mà các bạn xem trên một cái màn hình có hỗ trợ 4K HDR thì các bạn sẽ thấy chất lượng hoàn toàn khác hẳn. Về khả năng quay phim 960 khung hình trên giây thì mình thấy rằng là khả năng bắt khoảnh khắc của chiếc Sony Xperia XZ2 vẫn khá là tốt. Và đặc biệt hơn nữa thì lần này nó đã hỗ trợ quay phim Full HD. Tức là chúng ta đã từng gặp vấn đề này trên cái đời XZ trước, là cái chất lượng ảnh nó không cao, chỉ có 720p thôi. Nhưng mà lần này với Full HD thì rõ ràng chất lượng ảnh được cải thiện rất là nhiều, và video quay slow motion của chúng ta sẽ nhìn đã mắt hơn. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thời lượng sử dụng pin 3180mAh, không phải là quá lớn, nhưng với mình đây là một cục pin đủ dùng. Mình là một người có thói quen sử dụng phần lớn điện thoại là vào nghe, gọi, nhắn tin và lên mạng bằng 4G. Thỉnh thoảng có chơi một chút tựa game nhẹ nhẹ thôi, cũng không phải là tựa game gì đó nặng lắm. Và với cái mức độ sử dụng này của mình thì mình thấy rằng nó khá là đủ dùng, và mình có thể tự tin mang nó ra ngoài, có thể rút sạc ra vào tầm độ khoảng độ 9 giờ sáng và sau đó có thể sử dụng một cách thoải mái và mang lại sạc nó về nhà vào lúc 8 giờ tối. Mình không có vấn đề gì cả. Và với những bạn sử dụng với cái mức độ nhẹ hơn, ví dụ chỉ đơn giản là nghe, gọi, nhắn tin thì khoảng bật 4G ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đến 1.5 ngày, và ông nào là tiết kiệm hơn nữa thì có thể dùng đến 2 ngày. Đấy là mình nghĩ là như vậy. Với nhu cầu sử dụng của mình thì mình thấy là pin này khá là ok rồi, mình không có gì phàn nàn cả. Và đó là những cái trải nghiệm sau vài ngày sử dụng chiếc Xperia XZ2 của mình.
Nhìn chung lại thì sự thay đổi lớn nhất của chiếc Xperia XZ2 phần lớn nó đều đến từ thiết kế, và nó cũng có một vài những tính năng hay ho, ví dụ như là hệ thống rung phản hồi hay là khả năng phim 4K HDR. Tuy nhiên, nếu nói rằng đây là một chiếc điện thoại tạo ra một sự đột phá so với những đối thủ khác trên thị trường thì mình nghĩ rằng là Xperia XZ2 vẫn còn nhiều yếu tố khác cần phải cải thiện. Ví dụ như là về cái phần mềm của camera, mình nghĩ rằng là Sony nên tối ưu nó tốt hơn một chút nữa. Mình vẫn sẽ mong chờ những cái bản cập nhật của Xperia XZ2 trong thời gian tương lai. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình. Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại Xperia XZ2 này? Và các bạn nghĩ rằng nó có đủ để đánh dấu một sự trở lại đầy ngoạn mục của ông lớn Sony hay là không? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhé. Còn bây giờ mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và để thấy hay thì các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.